Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi các bạn đã đến với kênh Quốc Huy Episode nha. Lời nói đầu tiên mình cũng không có gì hơn chúc các bạn một ngày mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc an lành bên gia đình nha. Thì hôm nay mình mới ra bò các bạn ơi, mình cái cỏ trên đây rồi, giờ mình nè. Mình có cỏ cho ăn no xong rồi mình giờ mình đi dìa các bạn. Và mình giờ mình sẵn trên đường mình thấy có la lốt các bạn, tụt la lốt này. Lúc còn mới nước lên mừng eo à. Mình hái về mình à. Mình chớ mì tôm mình ăn các bạn. Đã lúc xanh mướn rồi các bạn. Giờ cái con đường này mình người ta mới mở á. Lá lốt nó dập ở dưới rồi giờ bây đầu là nó nước lên cây la non rất là ngon. Chụp các bạn ha. Chụp. Cái lá lốt. Chớ mì tôm các bạn. Đây là nước theo đường cái nè các bạn. Này. Xanh ạ. Tốt. Đã đắp cái xốp rồi giờ nó nước lên tốt luôn. Rồi, như đây là đủ chớ mì tôm rồi các bạn. Đây là thịt. Nêm dìa. Chưa có mì tôm gì là lốt, gì là ngổ bụng qua mình hái về nhà. Giờ mình chỉ hái cầm lá lốt nữa.